Ngày 29 tháng 9, Công an tỉnh An Giang phối hợp với Trường Đại học Y Dược Cần Thơ tổ chức khám bệnh và cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho 600 người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Phú Tân. Để thuận tiện cho người dân trong việc đi lại, Công an tỉnh phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Phú Tân bố trí 2 điểm khám bệnh cấp phát thuốc miễn phí và tặng quà cho người dân tại hai xã Phú Thành và Phú Thạnh. Tại mỗi điểm, các cán bộ chiến sĩ, y bác sĩ bệnh xá Công an tỉnh và Trường Đại học Y Dược Cần Thơ đã hướng dẫn khám bệnh cấp phát thuốc miễn phí cho 300 người dân. Qua thăm khám, các y bác sĩ đã tư vấn cách phòng và điều trị một số nhóm bệnh chủ yếu mà người dân thường gặp như tăng huyết áp, bệnh lý dạ dày, tim mạch, hô hấp, bệnh về mắt, tai ở người lớn tuổi, đồng thời tuyên truyền vận động hướng dẫn nhân dân cách ăn uống, đảm bảo hợp vệ sinh. Ngoài việc khám bệnh cấp phát thuốc miễn phí, lực lượng công an còn trao tặng 600 phần quà cho người dân đến khám bệnh tại 2 điểm với tổng kinh phí thuốc và quà trên 160 triệu đồng.